Thực ra những nhà sáng tạo đã được nền tảng Facebook rất là đề cao từ năm 2015, 2016. Bây giờ nền tảng cũng bắt đầu là học theo TikTok rất là nhiều rồi. Và các bạn nhìn thấy những cái phiên livestream mà livestream ở trong cảnh hậu trường thì những cái phiên đấy nó được đề xuất nội dung rất là mạnh. Đúng anh em? Một trong những cái gạch đầu dòng nữa đó là các bạn lần này sẽ cần phải kết nối với các KOC. Các KOC được gọi là các nhà sáng tạo. Thực ra những nhà sáng tạo đã được nền tảng Facebook rất là đề cao từ năm 2015, 2016. Các bạn biết đấy, tính năng RM hay còn gọi là tính năng Rymeser, nó làm tính năng để bảo vệ cho nhà sáng tạo. Tính năng Rymeser của Facebook là một tính năng để bảo vệ cho nhà sáng tạo. Và tính năng Rymeser của Facebook là ra đời bao nhiêu? Ra đời năm nào? Rymeser được ra đời từ năm 2015. Có nghĩa là bắt đầu từ năm 2015, nền tảng Facebook đã giới thiệu Rymeser Facebook để bảo vệ cho quyền sở hữu trí tuệ của nhà sáng tạo. Cho nên cái từ nhà sáng tạo này thì đúng ra là Meta nó là người khởi xướng, nó là người tuyên truyền. Nhưng thực chất ra khi nó tuyên truyền như vậy thì bây giờ ở Việt Nam mình cái chữ nhà sáng tạo được mọi người nhớ hơn với nền tảng TikTok. Có nghĩa là với nền tảng TikTok thì chúng ta được quen là những nhà sáng tạo. Nhưng mà với nền tảng Facebook thì thực ra đánh dấu rất là kỹ đâu là nhà sáng tạo, đâu là người có tầm ảnh hưởng. Đúng không ạ? Và những cái từ như KOL, celeb, tất cả những cái từ đấy hầu hết chúng ta đang dùng từ từ nền tảng Facebook. Đúng không anh em? Hãy tưởng tượng một cái người có 1 triệu follow trên nền tảng Facebook thì người đấy là người có tầm ảnh hưởng như nào? Là rất lớn đúng không anh em? Và chính vì vậy, cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đó ở trên nền tảng TikTok mà người ta có 500.000 follow thì anh em thường sẽ ánh xạ sang nền tảng Facebook. Tưởng tượng thằng này trên Facebook có 500.000 follow, chúng ta biết là họ có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Đúng các bạn? Cuối cùng là gì? Định dạng sáng tạo. Định dạng sáng tạo chính là cách anh em set up cái phòng live như thế nào. Thì tất cả những cái điều này nó sẽ khiến cho người tiêu dùng với cả thương hiệu kết nối với nhau được gần hơn. Chính vì thế cho nên nếu như anh em bảo là anh ơi giờ em làm livestream nhưng mà em không biết tổ chức một phiên livestream như thế nào thì đây chính là 9 gạch đầu dòng để các bạn lưu ý.